Chiến thần Thánh Y Đường Tuấn. Chương 2771. Đường Thanh Dương bình tĩnh lại, trên mặt vô cùng cung kính, lúc này mới bước vào trong căn nhà nhỏ. Ánh sáng trong căn nhà nhỏ mờ mịt, có một ông lão đứng ở vị trí giữa nhà. Hai tay ông lão để sau lưng, hơi ngửa đầu lên trần nhà. Trong căn phòng tối tăm, bức tượng trên trần nhà càng rõ ràng hơn. Ở trần nhà lại chiếu một biển sao. Đá ô tinh lúc bị tác động sẽ tạo ra biển sao nhỏ. Nhưng biển sao lớn này lại lớn hơn cả về quy mô và diện tích. Nếu như lại cẩn thận quan sát, còn có thể thấy có những điểm sáng sẽ biến mất, cũng có điểm sáng sinh ra, giống như sinh ra và mất đi. Trong đó, sự rộng lớn của vũ trụ và sự nhỏ bé của con người làm cho mọi người rung động. Một ông lão đang ngửa đầu nhìn biển sao ngay trong tòa nhà nhỏ này. Tuy rằng, Đường Thanh Dương đã cảnh tượng này không biết bao nhiêu lần, nhưng tâm thần của anh vẫn rung động, trên mặt lại càng thêm cung kính. Lão thái. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đường Thanh Dương đi tới phía sau ông lão, đến khi cách ông lão không xa, anh ta mới dừng bước, cúi người nghiêm túc nói. Ông lão không đáp lại, vẫn ngẩng đầu nhìn mảnh biển sao kia. Đường Thanh Dương cứ khom lưng như vậy, không dám động đậy. Hồi lâu sau, giọng nói của ông lão mới thản nhiên vang lên thanh dương đã biết sai chưa đường thanh dương ngẩn ra chợt gật đầu nói thanh dương làm mất mặt nhà họ đường ông lão nói nhà họ đường đem tài nguyên tốt nhất cho cậu vậy mà cậu làm cái gì nhà họ đường đã cho cậu cái gì kết quả thì sao kết quả là ngay cả một bác sĩ không biết từ đâu xuất hiện cậu cũng không bằng cậu biết điều này có ý nghĩa gì không Lời nói của ông lão rất bình tĩnh nhưng khiến biểu cảm trên mặt của đường Thanh Dương càng khó coi. Thân là đường ra hành tẩu lại bị người như vậy đánh bại, anh ta cảm thấy bản thân chính là sỉ nhục lớn của nhà họ đường. Từ khi nhà họ đường sừng sướng thần quốc tới nay, đây chính là lần đầu tiên bị sỉ nhục như vậy. Thanh Dương vô cùng thẹn với nhà họ đường, đường Thanh Dương quỳ xuống, cắn răng nói. Ông lão hừ một tiếng, nhìn đường Thanh Dương, không tiếp tục dạy bảo nữa mà trầm giọng nói, nhưng như vậy cũng tốt. Có anh ta ở đây, có thể khiến cậu trưởng thành không ít. Thiên phú của cậu không tồi, nhưng quá an nhàn, có anh ta sẽ giúp cậu được cọ sát, như vậy cũng rất thích hợp. Vâng, Thanh Dương nhất định sẽ cố gắng. Lần này là tôi sơ suất, nếu như có lần sau, tôi sẽ không để thua anh ta. Đường Thanh Dương nói bằng giọng chắc chắn. Tu vi của anh ta đã đạt tới động hư cảnh trung kỳ mạnh hơn hợp thể cảnh đỉnh phong của Đường Tuấn rất nhiều. Anh ta cảm thấy lần thất bại này, nguyên nhân rất lớn là vì khi Đường Tuấn phá giải tứ tượng chân công thì bị dọa sợ, gây rối loạn tâm thần, dẫn đến việc không phát huy được thực lực. Nếu không, dựa vào sự tranh lệch cảnh giới, anh ta có thể dễ dàng đánh bại Tuấn. Cùng lắm thì lần sau không dùng tứ tượng chân công nữa. Đến lúc đó, mình hoàn toàn có thể đánh bại anh ta. Đường Thanh Dương thầm nghĩ trong lòng. Nhà họ đường, ngoại trừ tứ tượng chân công, còn có rất nhiều công pháp khác, chỉ là đường Thanh Dương không thích những thứ ấy. Nhưng lần này vì muốn giáo huấn đường Tuấn, anh ta sẽ học một chút. chương 2772 Ông lão nhíu mày, đường Thanh Dương vẫn còn nóng này. Đúng lúc này, sắc mặt đường Thanh Dương thay đổi, biểu cảm trên mặt trở nên thống khổ. Trên mặt anh ta hiện ra từng gân xanh, vô cùng dữ tợn, đáng sợ. Pháp lực cũng có xu thế bạo động, Lực lượng bành trướng từ trong các huyệt khiếu phun ra, khiến cả người Đường Thanh Dương như bị bành trướng. Hạt giống pháp lực bắt đầu phát tác, anh ta lại lừa mình. Trong lòng Đường Thanh Dương đang gào thét. Khi Đường Tuấn gieo hạt giống pháp lực, anh nói năm ngày mới phát tác, nhưng bây giờ mới có 3 ngày mà hạt giống pháp lực đã phát triển. Nếu anh ta trở về muộn nửa ngày, vậy chẳng phải anh ta sẽ không hiểu vì sao lại chết. Lão thái, cứu tôi. Đường Thanh Dương nhìn ông lão trong mắt hiện ra khát vọng sống mãnh liệt. Ông lão trước mắt là một trong những nội tình của nhà họ Đường, y thuật và tu vi của ông ta mạnh nhất, cũng hiểu biết về huyền bí thế giới trong khiếu, là một trong số ít người nhà họ Đường có thể cứu anh ta. Trong mắt ông lão đột nhiên bộc phát ra một đoàn thần quang, vẻ già nua thay thế bằng vẻ mặt nghiêm trang, trầm giọng nói: "Tốt lắm, dám động thủ với đời sau của nhà họ Đường chúng ta. Để lão xem thủ đoạn của anh là gì." Nói xong, ông lão vung tay lên, tựa như ảo ảnh, khẻ điểm liên tục trên người Đường Thanh Dương. Theo động tác này của ông lão, thân thể bành trướng của Đường Thanh Dương bắt đầu chậm rãi khôi phục bình thường. Hồi lâu sau, ông lão dừng động tác, trong lòng bàn tay ông ta nắm lấy một đạo pháp lực trong suốt, sắc mặt có chút u ám, nói chỉ là đường nhỏ cũng dám khoe khoang ở trước mặt lão. Đường Thanh Dương cảm nhận tình trạng thân thể một chút, sau khi không phát hiện dị thường, trong lòng sợ hãi hỏi lão thái, y thuật của anh ta thế nào? ông lão hừ lạnh một tiếng nắm chặt tay bóp tan đạo pháp lực bán trong suốt kia nói anh ta miễn cưỡng lĩnh ngộ được chút huyền bí thế giới trong khiếu nhưng anh ta mạnh hơn cậu một chút may anh ta còn chưa đạt tới động hư cảnh ngừng luyện ra thế giới nhỏ độc quyền nếu không anh ta sẽ càng hiểu sâu hơn thế giới trong khiếu khi đó đạo pháp lực hạt giống này sẽ không dễ dàng thanh trừ như vậy đường thanh dương vốn còn muốn hỏi y thuật của ông lão so với đường tuấn ai mạnh ai yếu nhưng sau khi nghe những lời này anh ta đã không hỏi lại vị lão thái này của anh ở đang đỉnh phong của động hư cảnh đã mấy trăm năm đã ngưng luyện ra thế giới nhỏ từ lâu bởi vì thần quốc thiên địa không cho phép bằng không ông lão đã đột phá cảnh giới từ sớm cho dù đường tuấn thật sự đến động hư cảnh đường thanh dương cảm thấy anh ta không thể vượt qua lão thái của mình ông lão nói rằng nó không dễ dàng thanh trừ như vậy chứ không phải là không thể thanh trừ nói cách khác cho dù đường tuấn đột phá, ông lão vẫn có lòng tin áp chế được anh ta. Trong lòng Đường Thanh Dương khẽ động, hỏi: "Lão thái, anh ta rất quen thuộc đối với tứ tượng chân công của nhà họ Đường chúng ta, hơn nữa còn biết công pháp rèn luyện tinh thần lực. Liệu anh ta có quan hệ gì với nhà họ Đường chúng ta hay không?" Chương 2773. Ông lão nói: "Hừ, không phải ai cũng có tư cách có quan hệ với nhà họ Đường chúng ta." tứ tượng chân công của nhà họ đường chúng ta cũng không phải là vô địch, bị người phá giải cũng là chuyện bình thường. Nhà họ đường ta cũng không phải chỉ dựa vào môn công pháp này. Về phần pháp môn rèn luyện tinh thần lực, tuy rằng tiêu diệt không ít tam đại thế gia, nhưng khó tránh khỏi có cá lọt lưới. Đường Thanh Dương khẽ nhíu mày, nói, nhưng anh ta dùng dược khí kim liên. Ông già ngắt lời anh ta, nói, ngu ngốc, môn công pháp dược khí kim liên này là hàng thông thường, chuyện này cậu cũng biết. Cậu thật cho rằng dựa vào môn công pháp này có thể rèn luyện tinh thần lực sao? Từ khi nào môn công pháp rèn luyện tinh thần lực lại không đáng giá như vậy? Anh ta nhất định là sử dụng công pháp khác nhưng sợ bị người khác nhận ra nên mới dùng môn công pháp dược khí kim liên này để che giấu. Nhưng đáng tiếc, anh ta không biết nội tình nhà họ Đường chúng ta hùng hậu cỡ nào, loại che giấu này chỉ có thể phản tác dụng. Ông lão trầm ngâm một lát rồi nói tiếp, hạt giống pháp lực trong cơ thể của cậu đã thanh trừ, không còn nguy hiểm đến tính mạng. Tôi giao cho cậu một nhiệm vụ, đi hỏi bí mật trên người anh ta, bao gồm cả công pháp rèn luyện tinh thần lực. Nếu như hỏi ra, cậu vẫn là đường ra hành tẩu." Đường Thanh Dương nói, "Lão thái, các người không ra tay sao?" Ông lão phất tay áo, nói, "Đối phó với một tên nhãi mà cần tôi ra tay, vậy uy nghiêm nhà họ Đường ở đâu? Hơn nữa, hiện tại anh ta còn ở trong nhà họ Đường, chẳng lẽ cậu không đối phó được anh ta?" "Nhớ kỹ, nhất định phải làm cho anh ta hiểu được" nhà họ đường chúng ta không phải để anh ta xâm phạm. Nếu như anh ta chủ động giao ra hết thảy, thần phục nhà họ đường ta là tốt nhất. Đường Thanh Dương trịnh trọng gật đầu, lòng dạ và thái độ như vậy của Lão Thái, anh ta cảm thấy thẹn vì không bằng ông ta. Lão Thái, vậy tôi đi đây. Đường Thanh Dương hành lễ với ông Lão, sau đó xoay người rời đi. Trong ngôi nhà nhỏ chỉ còn lại ông Lão và biển sao trên trần nhà. Ông Lão ngẩng đầu quan sát các ngôi sao, thấy các ngôi sao sinh ra rồi biến mất, vẻ mặt ông ta hơi phức tạp, lẩm bẩm nói, "Tinh lộ dị biến, nhà họ Diêm lại bắt được một sinh linh trời sinh thần thánh. Bây giờ lại xuất hiện một tên nhóc họ Đường, chẳng lẽ là khách mời của tinh vực ngoại giới sao?" Ông ta không chắc lắm. Cho dù thế nào ông lão cũng không quá để ý. Trước khi có được những bảo bối kia, ông ta không muốn rời khỏi thần quốc. Đường Tuấn, nhà họ Đường, thú vị đấy. Nếu truyền thuyết là thật, vậy nói không chừng anh ta và nhà họ đường chúng ta có chút quan hệ sâu xa cuối cùng ông lão nói một câu sau đó yên lặng chuyên tâm nhìn biển sao trên đỉnh đầu lúc này tại chỗ ở mà nhà họ đường sắp xếp cho đường tuấn đường tuấn ngồi trên ghế đá trong sân ánh mắt anh nhìn ra xa anh có thể nhìn ra khí thức của đám hộ vệ nhà họ đường đang ẩn giấu trong bóng tối nhưng anh cũng lười để ý tới sắc mặt của anh hơi ngưng trọng trong mắt hiện rõ nét vui mừng thầm nghĩ, không ngờ Khải thần 12 pháp lại có loại công dụng này. Không lâu sau khi tiến vào nhà họ Đường, Khải thần 12 pháp lại vận chuyển nhanh hơn tốc độ bình thường 2 tới 3 lần. Như thể ở đây có thứ gì đó hấp dẫn nó rất mãnh liệt. Chương 2774. Sau khi thử một lúc lâu, Đường Tuấn xác nhận thứ khiến Khải thần 12 pháp tăng tốc vận chuyển nằm ở phía đông của nhà họ Đường. Nhưng cụ thể là cái gì, Đường Tuấn cũng không rõ ràng lắm nhưng rất có thể là manh mối mật tàng thần quân. Chu tước thần quân như vậy quá phiền toái. Đường Tuấn oán thầm trong lòng. Tuy rằng mật tàng của chu tước thần quân là bảo bối rất khó có được, nhưng làm phức tạp như vậy làm khó người khác. Anh lấy được chìa khóa ở trong tháp luyện hồn, sau đó lại cử tử nhất sinh tiến vào thần quốc, đến bây giờ vẫn không biết mật tàng ở nơi nào. Chẳng lẽ là có dụng ý khác sao? Đường Tuấn lẩm bẩm nói. Vấn đề này, tạm thời không có đáp án, chỉ khi tìm được mật tàng của Chu Tước Thần Quân mới có thể biết được. Tạm thời đè nén những tâm tư này, trên mặt đường Tuấn lộ vẻ vui mừng, thầm nghĩ hiện giờ vết thương về thể xác và tinh thần đều đã khôi phục, có lẽ có thể thử kết nối với thế giới nhỏ trước. Trong núi Vạn Thần, anh đã ngưng luyện thế giới nhỏ, chỉ là trong trận chiến cuối cùng, thế giới nhỏ cũng bị hao tổn. Ngoại trừ thế giới nhỏ ra, còn có mấy tấm thần văn và tiểu thanh, tiểu kim cũng đang ngủ say. Nhưng muốn đánh thức hoàn toàn thần văn lực, cần một ít báu vật trời đất hoặc bảo địa, ví dụ như Hỏa Hạc cốc lúc trước. Trong Hỏa Hạc cốc, Hỏa tự thần văn hấp thu khí tức nơi đó nên đã đánh thức một bộ phận. Nghĩ đến đây, Đường Tuấn mở tinh thần lực ra, Khải thần 12 pháp vận chuyển nhanh hơn, pháp lực mãnh liệt rót vào một chỗ nào đó của hư không. Cho dù pháp lực Đường Tuấn hùng hồn, lúc này đều có dấu hiệu hư thoát, sắc mặt anh trở nên trắng bệch. Đến cuối cùng, pháp lực của đường Tuấn không còn bao nhiêu, nhưng trên mặt anh lại lộ ra ý cười. Anh lần nữa cảm ứng được thế giới nhỏ ngưng luyện của mình. Thế giới nhỏ bị tổn hại rất nghiêm trọng, nhưng sau khi đường Tuấn thiết lập liên lạc với nó, pháp lực của đường Tuấn bắt đầu từ bỏ thế giới nhỏ. Mà thế giới nhỏ cũng trả cho anh một cỗ lực lượng kỳ dị. Đây là căn nguyên chi lực. Sắc mặt của đường Tuấn khẽ thay đổi. Anh có được tiểu kim và tiểu thanh nên rất quen thuộc khí thức của căn nguyên chi lực lực lượng phản hồi của thế giới nhỏ chính là căn nguyên chi lực. Nhưng có một điểm bất đồng chính là, lực lượng của tiểu kim và tiểu thanh cũng mang thuộc tính. Mà căn nguyên chi lực phản hồi của thế giới nhỏ lại là không có thuộc tính, nhưng khả năng làm việc lại rất lớn. Ngay sau đó, sắc mặt đường Tuấn lại thay đổi. Sau khi căn nguyên chi lực của thế giới nhỏ tràn vào thân thể anh, thể lực của anh càng thêm anh. Nhưng điều khiến đường Tuấn vui hơn chính là, hai khí thức quen thuộc trong cơ thể anh đang chậm rãi thức tỉnh. Tiểu Kim, Tiểu Thanh. Trong lòng Đường Tuấn khẽ động. Hai đạo khí tức cũng đáp trả anh, chỉ là loại đáp trả này còn rất yếu ớt, nhưng cũng khiến Đường Tuấn mừng như điên. Anh không nghĩ dị biến của Khải Thần 12 pháp sau khi liên kết với thế giới nhỏ lại có thu hoạch ngoài ý muốn này. Chương 2775. Thế giới nhỏ, Tiểu Thanh và Tiểu Kim đều có dấu hiệu thức tỉnh. Bây giờ chỉ còn mấy tấm thần văn cần chữa trị. Trong mật tàng thần quân có lẽ có bảo vật chữa trị thần văn. Còn hai tới ba ngày nữa, thế giới nhỏ có thể chữa trị hoàn toàn. Đến lúc đó Tiểu Kim và Tiểu Thanh cũng sẽ tỉnh lại. Đường Tuấn cảm ứng được tốc độ tu bổ của thế giới nhỏ, sắc mặt anh càng thêm nồng đậm. Đến lúc đó, thực lực của anh lại có thể tăng rất nhanh. Không nghĩ tới, mới đến nhà họ đường, anh đã có thu hoạch lớn như vậy. Tôi rất nể phục anh đấy, đến lúc này mà vẫn còn cười được. Đúng lúc này, một tiếng trêu chọc từ bên ngoài truyền vào đường thanh dương hạ giọng xuống dẫn một đám người đi vào những người này mặc giáp khải khí thức trầm ngưng như núi đều là người tu hành động hư cảnh ngay sau đường thanh dương là một người đàn ông trung niên cũng mặc áo giáp khí thức của anh ta còn mạnh hơn đường thanh dương rõ ràng là người tu hành động hư cảnh hậu kỳ đường thanh dương ngồi xuống đối diện đường tuấn chỉ vào đám binh sĩ mặc áo giáp kia nói, đây là một trong tam đại thân vệ nhà họ đường chúng ta. Muốn trở thành thân vệ nhà họ đường cũng không đơn giản, ít nhất đều phải là người tu hành động hư cảnh. Anh ta liếc đường Tuấn một cái, nhách khóe n miệng. Ý tử của anh ta rất rõ ràng, ý nói đường Tuấn cũng không có đủ tư cách trở thành thân vệ nhà họ đường. Đối mặt với sự khiêu khích của đường Thanh Dương, đường Tuấn thở ơ, tiếp tục tu bổ thế giới nhỏ. Sắc mặt đường Thanh Dương trở nên khó coi, sắc mặt người đàn ông trung niên kia cũng trầm xuống hư lạnh một tiếng nói thanh dương nói chuyện với loại người không biết thưởng thức này lãng phí thời gian làm gì cậu giao anh ta cho tôi tôi chắc chắn anh ta sẽ trở nên ngoan ngoãn đường thanh dương cười cười chỉ vào người đàn ông trung niên giải thích quên nói với anh người này là chủ ba của tôi đường tuyệt người đứng đầu thân vệ quân nhà họ đường chúng ta chuyên phụ trách công tác thẩm vấn phạm nhân chỉ cần đến tay ông ấy cảm giác sống không bằng chết Đường tuyệt cười lạnh một tiếng, nói, người trẻ tuổi, đừng quá ngông cuồng. Đường Tuấn cười khẽ, liếc mắt nhìn đường Thanh Dương một cái, nói, tôi không có hứng thú biết, nói đi, anh muốn làm gì. Sắc mặt đường Thanh Dương cứng đờ, vốn dĩ anh ta mang theo đường tuyệt tới là muốn uy hiếp đường Tuấn, nhưng không ngờ đường Tuấn lại ngông cuồng như vậy, không hề để họ vào mắt. Đường tuyệt lại nhịn không được, quát to gan, cậu cho rằng cậu cũng họ đường thì nhà họ đường sẽ phải nể cậu sao tôi ra lệnh cho cậu giao pháp môn rèn luyện tinh thần lực ra. Đồng thời nói rõ lai lịch của mình, nếu không đừng trách tôi không khách khí mà nhắc trước. Đường Tuấn lạnh lùng nói, ngu ngốc. Đường tuyệt cực kỳ tức giận, muốn ra tay. Nhưng trước khi hành động, ông ta vẫn nhìn đường Thanh Dương, đợi đến khi đường Thanh Dương khẽ gật đầu, đường tuyệt bất ngờ đánh về phía đường Tuấn một chiêu, khẽ quát, hám sơn. Tuy chiêu này ông ta không dùng toàn lực, nhưng cũng dùng bảy tám phần thực lực. Hơn nữa trước khi tới đây, Đường Thanh Dương nhắc nhở Đường Tuyệt đừng sử dụng tứ tượng chân công, mà là sử dụng một bộ trưởng pháp khác gọi là Hám Sơn. Chương 2776. Nếu sử dụng tu vi động hư cảnh hậu kỳ của ông ta, có thể dễ dàng nghiền nát một tòa núi. Đường Thanh Dương thở dài một tiếng. Tại sao tình huống này lại xảy ra chứ? Tuy rằng Đường Tuyệt sẽ không thật sự giết người, nhưng chắc chắn sẽ bị thương không nhỏ. Nhưng như vậy cũng tốt cũng nên dạy cho anh ta bài học biết kính sợ nhà họ Đường. Bịch, bàn tay của Đường Tuyệt dừng lại cách Đường Tuấn chưa đầy nửa mét, lực lượng nổ tung, không khí phát ra một tiếng nổ nhỏ. Sắc mặt của Đường Tuấn vô cùng bình tĩnh, nhưng sắc mặt Đường Tuyệt lại rất khó coi, ông ta cắn răng, tức giận không thể tập trung nhìn về phía Đường Tuấn. Bàn tay của ông ta bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn cản, không cách nào tiến về phía trước được. Đường Tuấn cười khinh thường, nói, sức lực mềm nhũn như vậy mà cũng dám gọi là hám sơn. Nếu như là trước khi tới nhà họ đường, một chiêu này của đường tuyệt cũng đủ để cho anh coi trọng. Nhưng bây giờ anh đã liên kết được với thế giới nhỏ, tiểu kim ẩn chứa thôn vệ căn nguyên chi lực đã bắt đầu thức tỉnh có thể triệt tiêu một phần lực lượng. Trừ khi chiêu này của đường tuyệt dùng lực gấp 10 lần mới có thể đả thương anh. Đường Thanh Dương cũng lộ ra vẻ mặt khiếp sợ anh ta vốn cho rằng Đường Tuấn dựa vào hiểu biết về tứ tượng chân công mới có thể đánh bại mình. Lực lượng và pháp lực của Đường Tuấn chưa chắc đã mạnh. Nhưng bây giờ anh ta biết rồi, Đường Tuấn dường như mạnh hơn anh ta rất nhiều. Ít nhất thì chiêu hám sơn này của Đường Tuyệt, anh ta không chắc mình có thể dễ dàng tiếp nhận như Đường Tuấn. Nghe thấy những lời này của Đường Tuấn, Đường Tuyệt mặt đỏ tía tai, quát cậu muốn chết. Sứt lời, thân thể ông ta bộc phát ra một đoàn quang mang chói mắt. Ông ta lui về phía sau, thoát ly sự khống chế của cỗ lực lượng vô hình kia. Thân thể ông ta đột nhiên biến thành lớn gấp 3, 4 lần, giống như người khổng lồ nhìn xuống Đường Tuấn. "Chú Ba, dừng tay." Đường Thanh Dương vội vàng hét lên, "Chúng ta còn chưa hỏi ra công pháp đâu." Trạng thái này của Đường Việt, vừa nhìn đã biết ông ta muốn vận dụng toàn lực để đánh Đường Tuấn. Đường Tuấn chắc chắn sẽ chết, nhưng anh ta đã đáp ứng yêu cầu của ông nội, nếu không làm được sẽ bị trừng phạt. Giọng nói làm ầm ầm của Đường Tuyệt vang lên. "Yên tâm, tôi giáo huấn anh ta một chút, không đánh chết anh ta." Cậu tránh ra một chút. Đường Thanh Dương nhìn Đường Tuyệt, lại nhìn Đường Tuấn, nói: "Chú ba, đây là lời chú nói. Chú giáo huấn anh ta một chút cũng được nhưng không thể đánh chết anh ta. Nếu không tôi sẽ nói cho lão thái." Trong mắt Đường Tuyệt lộ ra vẻ kiêng kỵ, lời của ông lão nhà họ Đường kia, ông ta cũng không dám làm trái. Chương 2777 trầm ngâm một lát ông ta nặng nề gật đầu nói được bây giờ cậu có thể tránh ra được không đường thanh dương nhìn đường tuấn bằng đôi mắt thương hại lúc này mới nhường sang một bên đường tuyệt nhìn xuống đường tuấn hờ hững nói đây chính là kết cục của việc đắc tội với tôi nói xong ông ta củi người đánh một chiêu vào đầu đường tuấn dầm dầm rầm. biệt viện nhỏ như xảy ra động đất mặt đất nứt ra tòa nhà nhỏ lay động Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao Đường Tuyết lại sử dụng Hóa Sơn Chân Thân vậy? Chẳng lẽ là đang đánh với ai đó đạt động hư cảnh? Không giống lắm, đối phương hình như là hợp thể cảnh. Cùng lúc đó, những người khác trong nhà họ Đường cũng chú ý tới động tĩnh nơi này. Khi biết ông ta đang đánh với một hợp thể cảnh, họ càng lộ ra vẻ nghi hoặc. Có người nói, Đường Tuyệt là một trong những người sử dụng pháp môn Hám Sơn của nhà họ Đường. Tôi nhớ ông ta sử dụng một chiêu này đánh nát trăm ngọn núi. Người kia chỉ là hợp thể cảnh, sợ là ngay cả một ngón tay của ông ấy, anh ta cũng không tiếp được. Đừng nói một ngón tay, chỉ sợ đường tuyệt thổi một hơi cũng có thể diệt sát một đám người hợp thể cảnh. Đường Tuấn nhìn bàn tay khổng lồ kia, khinh thường cười, nói các người thật sự cho rằng có thể ăn chắc tôi. Anh có lực lượng của thế giới nhỏ làm chống đỡ, lại có tiểu kim thôn vệ lực lượng ngoại lai, bất luận là độ bền hay là lực bộc phát đều đã đạt tới tiêu chuẩn động hư cảnh. Trừ phi đối phương là động hư cảnh đỉnh phong, hoặc là cũng ngưng luyện thế giới nhỏ động hư cảnh, nếu không, không phải là đối thủ của anh. Cái này cũng dám xưng là tam đại thế gia. Đường Tuấn lắc đầu. Anh vốn tưởng rằng nhà họ đường uy chấn thần quốc mười mấy nghìn năm, nội tình chắc chắc thâm hậu. Không nghĩ tới đường tuyệt cũng chỉ là động hư cảnh hậu kỳ, cũng không ngưng kết thế giới nhỏ. Muốn ngưng kết thế giới nhỏ, trước hết phải dùng tinh thần lực tiến hành định vị, đây là bước khó nhất. Mà bây giờ xem ra, pháp môn rèn luyện tinh thần lực của nhà họ đường cũng không phải quá mạnh. Nếu không, không đến mức ngay cả động hư cảnh hậu kỳ cũng không ngưng luyện thế giới nhỏ. Thằng nhãi con mày không có tư cách bình luận nhà họ đường chúng ta. Đường tuyệt nổi giận gầm lên một tiếng, bàn tay đè xuống. Một tiếng ẩm vang lên chấn động trời đất, bàn tay đường tuyệt rơi xuống mặt đất sắc mặt đường thanh dương đột nhiên biến đổi anh ta quát lên chú ba sao chú lại đánh chết anh ta bởi vì lúc này anh ta không cảm nhận được hơi thở của đường tuấn nói xong đường thanh dương mới phát hiện sắc mặt đường tuyệt trở nên xanh mét như đang phải kiệt lực chịu đựng một nỗi thống khổ nào đó anh ta vội vàng nhìn về phía mặt đất bàn tay đường tuyệt nhìn như che trên mặt đất nhưng thật ra vẫn cách mặt đất một khoảng cách nhỏ ước chừng nửa mét so với thân hình khổng lồ của đường tuyệt Khoảng cách không tới nửa mét này không đáng kể. Chương 2778. Trong không gian chật hẹp nửa mét này, hơn nửa cơ thể Đường Tuấn chìm xuống đất, hai tay nắm chặt lấy một ngón tay của Đường Tuyệt. Cả người Đường Tuấn tỏa ra khí thế cường đại lại có thể ngăn cản được lực lượng của Đường Tuyệt. Chuyện này, anh ta, Đường Thanh Dương hoảng sợ, không dám tin vào mắt mình. Nhưng anh ta chưa kịp phản ứng, Đường Tuấn đột nhiên khế quát một tiếng, tựa như cự linh thần phát lực vậy rác một ngón tay của Đường Tuyệt bị Đường Tuấn bẻ gãy, máu tươi chảy ra, ở miệng vết thương còn dính tơ máu và xương vụn. á, à, Đường Tuyệt phát ra tiếng kêu đau đớn. Đường Tuấn không cho ông ta thu bàn tay về mà nhảy lên mở u bàn tay ông ta. rác 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 bốn tiếng rác liên tục vang lên, bốn ngón tay còn lại của Đường Tuyệt cũng bị Đường Tuấn đạp gãy. mùi máu tươi nồng đậm tràn ngập, hòa lẫn với tiếng hét vô cùng thống khổ của Đường Tuyệt vì đã tu luyện đến động hư cảnh, cho dù cánh tay ông ta bị gãy cũng có thể khôi phục. Nhưng ông ta lại cảm giác vết thương của mình mất đi sinh cơ, không cách nào tái sinh ngón tay. Đường tuyệt bây giờ mới cảm giác được sợ hãi. Vù vù, cơ thể của đường tuyệt nhỏ lại như ban đầu, bàn tay của ông ta nhìn rất dữ tợn. Toàn bộ 5 ngón tay đã bị gã, có thể nhìn thấy xương vụn màu trắng bên trong. Đường Thanh Dương xứng sở tại chỗ, ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm đường Tuấn. Năm ngón tay của Đường Việt trôi nổi trước mặt Đường Tuấn. Đường Tuấn khẽ nhíu mày, nói cho chó ăn đi. Anh vừa hét lên, pháp lực bao bọc năm ngón tay bay về phía xa xa, một lát sau có tiếng sủa chó vang lên. Đây không phải chó bình thường, mà là yêu thú chó do nhà họ Đường nuôi dưỡng. Trước khi tới đây, Đường Tuấn đã nhìn thấy chúng. Đầu ngón tay của người tu luyện tới động hư cảnh, chắc chắn là thứ bổ dưỡng của những yêu thú này. Sắc mặt Đường Tuyệt trở nên tái nhợt vài phần ông ta không cảm nhận được đầu ngón tay của mình. Đường Tuấn thật sự ném ngón tay của ông ta cho chó ăn. Xúc sinh, đường tuyệt mắng. Lúc này đường Tuấn mới nhìn về phía đường Thanh Dương trong sân, nói còn muốn chơi nữa không? Đường Thanh Dương nói không nên lời, vốn tưởng rằng mình mang theo chú ba và thân vệ quân đến có thể chiếm thế thượng phong, không nghĩ mọi chuyện lại trở nên như vậy. Nhìn bộ dáng phẫn nộ nhưng nói không lên lời của người nhà họ đường, đường Tuấn cười khẽ một tiếng anh nói các người muốn pháp môn rèn luyện tinh thần lực, tôi có thể cho các người. Đường Thanh Dương ngẩn ra, nói điều kiện của anh là gì? Đường Tuấn nhìn về phía đông nhà họ đường, nói tôi muốn tới chỗ kia một chút. Sắc mặt đường Thanh Dương đột nhiên thay đổi, nhưng ngay sau đó, trong đầu anh ta vang lên giọng nói của Lão Thái, đồng ý với anh ta. chương 2779, ăn nói cho cẩn thận. Đường Thanh Dương cảm thấy khó hiểu, Nơi mà Đường Tuấn vừa chỉ là khu vực cấm của nhà họ Đường, người bình thường không thể vào được. Tuy rằng không nghĩ ra, nhưng Đường Thanh Dương vẫn gật đầu, nói tôi đồng ý với anh. Lúc này, trong tòa nhà ẩn chứa biển sao kia, ông lão đứng ở chỗ cao nhất trên nóc tòa nhà, ánh mắt nhìn Đường Tuấn, khóe miệng hiện lên ý cười, người trẻ tuổi rất thú vị, nói không chừng còn có thể giúp được nhà họ Đường chúng ta. Bên cạnh ông lão ấy còn có hai ông lão khác một trong số đó nhíu mày nói ông định để cho anh ta đánh tiền phong cho con cháu ba nhà chúng ta hay sao ông lão nhà họ đường gật đầu nói cũng có thể nói như vậy nếu như anh ta đồng ý phối hợp tuy rằng thánh nhai cấm chế bị chúng ta mài mòn rất nhiều nhưng người tu hành động hư cảnh tiến vào thực lực vẫn sẽ bị áp chế rất nghiêm trọng có khi còn không thể phát huy tác dụng bằng anh ta người nhà họ diêm bắt được sinh linh trời sinh thần thánh không phải cũng là tính toán như vậy sao Ông lão nhà họ Diêm cười nhạt một tiếng, cũng không phủ nhận, chỉ nói hy vọng lần này có thể thâm nhập thêm một chút. Ông lão nhà họ đường trầm giọng nói, mà tàng thần quân mà ba nhà thủ hộ nhiều năm như vậy, bây giờ cũng nên là của chúng ta rồi. Ánh mắt ông lão nhà họ Diêm ngưng lại, nói, lẽ ra nên như vậy. Năm đó thần quân dĩ nhiên còn muốn truyền bá phương pháp tu luyện tinh thần, để cho tất cả mọi người có cơ hội cảm nhận được vị trí của thánh nhai. Tổ tiên của chúng ta đi theo thần quân chinh chiến, sau đó tất cả đều dồn dập ngã xuống, bọn họ đã lập được không biết bao nhiêu công lao, nhưng trước khi chết thần quân lại còn muốn cho những tên như run dế này đến phân chia đồ đạc của chúng ta, thật sự là đáng chết mà. Ăn nói cho cẩn thận. Từ đầu đến cuối ông lão nhà họ Hải vẫn không nói gì bỗng nhiên lên tiếng. Ông lão nhà họ Diêm ngẩng đầu nhìn trời, ông ta cười lạnh nói, sợ cái gì? Ngay cả khi thần quân vô địch, sợ rằng ông ta cũng đã chết rồi, nếu không nhiều năm như vậy làm sao thần quốc lại không có động tĩnh gì. Nếu tam đại thế gia chúng ta cùng nhau hợp lại đoạn tuyệt hy vọng của vô số tu sĩ thần quốc, thì ông ta cũng không có xuất hiện. Một người chết mà thôi, nhà họ Diêm ta cũng không sợ. Hai ông già khác không nói gì nữa. Hy vọng có thể mau chóng tìm được mật tàng, tam đại thế gia chúng ta đã chờ quá lâu rồi. Chỉ cần có được mật tàng, chắc hẳn chúng ta sẽ có thể rời khỏi giới này. Bên ngoài, bây giờ là tình huống gì? Ông lão nhà họ Đường khẽ thở dài một tiếng, tuy rằng bọn họ là tu sĩ đỉnh phong của động hư cảnh, theo đạo lý có thể sống mấy vạn năm, nhưng thần quốc chỉ là một thế giới nhỏ, cũng không có quy tắc thiên địa hoàn chỉnh, cho nên tuổi thọ của bọn họ chỉ có không đến ngàn năm. Mà hiện tại, giới hạn tuổi thọ của bọn họ đều không khác mấy rồi. Nếu như bọn họ có thể mở mật tàng, đạt được bảo vật cho dù bọn họ không có cách nào rời khỏi thần quốc, thì bọn họ cũng có thể sống lâu hơn. Sống sót thì mới có hy vọng. Chương 2780, đợi lát nữa anh cũng đừng giật mình đấy. Bên kia, sau khi Đường Tuấn đánh bại Đường Tuyệt, Đường Thanh Dương chẳng những không hạ lệnh vây giết anh, mà ngược lại anh ta còn đồng ý với yêu cầu của anh. Rất nhiều người nhà họ Đường đều nghi ngờ, dù sao phía đông của nhà họ Đường cũng là cấm địa rất nhiều người trong bọn họ đều không có tư cách đi tới đó, mà hiện tại một người ngoài thế nhưng lại muốn đi tới. Nhưng rất nhanh, mọi người đã hiểu được là vì ông lão nhà họ đường kia lên tiếng, nếu không đường Thanh Dương cũng không có tư cách đưa ra quyết định này. Sau khi đoán được những điều này, người nhà họ đường đối với đường Tuấn ngược lại có chút đồng tình, ngay cả đường tuyệt cũng không tức giận, ông ta trầm mặc. Đi thôi, bây giờ tôi sẽ đưa cậu qua đó. Đúng lúc người của hai nhà khác cũng đến, thuận tiện tôi cũng cho cậu xem những thứ đồ khác. Sọng điệu của đường Thanh Dương lạnh nhạt, ông ta đi thẳng về phía đông nhà họ đường. Ông ta bị thực lực của đường Tuấn làm cho kinh ngạc, nhưng mà ông ta cũng không để ý lắm, một thực lực cảnh giới hợp thể hơi mạnh một chút, nhưng còn không làm loạn được nhà họ đường, huống chi lúc này anh ta còn đang ở trong trung tâm của nhà họ đường. Càng đi về phía đông nhà họ đường lại càng ngày càng tan hoang, phòng ốc cũng càng ngày càng thưa thớt, cho dù có, cũng là một ít phòng ốc được dùng bằng đá đơn giản xếp chồng lên nhau. Theo tầm mắt đường Tuấn thấy, thì anh chỉ nhìn thấy một mảnh đất bằng phẳng to lớn, nhưng anh lại chẳng những không có cảm giác chống trải, mà ngược lại có một cảm giác càng ngày càng áp lực, giống như anh bị một sức mạnh nào đó đè nặng trong lòng. Tốc độ vận chuyển của khải thần 12 Pháp cũng càng ngày càng nhanh. Đường Tuấn càng thêm xác định, phía trước rất có thể chính là nơi mật tàng chu tước thần quân đường thanh dương trêu đùa nói đợi lát nữa anh cũng đừng giật mình đấy đường tuấn sửng sốt nhưng rất nhanh anh đã hiểu được lời nói của đường thanh dương là có ý gì toàn bộ chỗ này không phải là đất bằng phẳng sau khi đi một hồi mặt đất bằng phẳng bỗng nhiên xuất hiện một vết lõm xuống ở cuối mặt đất bằng phẳng dĩ nhiên là một cái hố to lớn rất nhanh hai người đã đi tới mép hố to lớn đường tuấn nhìn xuống phía dưới cơ thể anh đột nhiên cứng đờ anh chỉ thấy ở giữa hố to lớn có một cái trận bàn thật lớn giống như truyền tống trận trận bàn không ngừng thả ra ánh sáng xem ra hình như là một lối vào mà ở bốn phía trận bàn lại có mười mấy người đang ngồi tay chân của những người này đều bị xiềng xích khóa lại toàn thân giống như da bọc xương bọn họ không ngừng hướng về trong trận bàn thâu nhập vào pháp lực sóng pháp lực không yếu những người này rõ ràng đều là người tu hành động hư cảnh trung kỳ cũng có mấy người mà ở bên ngoài, một ít người tu hành mặc trang phục nhà họ đường tay cầm ác linh tác, hung dữ nhìn bọn họ, chỉ cần có người truyền pháp lực chậm một chút hoặc ít hơn một chút, thì ác linh tác sẽ đánh vào trên người bọn họ. Người nhà họ đường dĩ nhiên coi những tu sĩ động hư cảnh này trở thành nguồn năng lượng, dùng để duy trì lối vào ánh sáng kia. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 2780